Chứ không phải em mới là người nói chuyện hai vợ chồng mình cho Lệ biết hay sao? Rồi chính em kêu Lệ gạt, nói là đi phỏng vấn rồi đi thành phố với anh. Em đâu có nói. Vậy chắc Lệ là bày trò nữa rồi. Anh không có thích Lệ sao? Không, anh chỉ coi Lệ như là bạn thôi. Hôm ở trên thành phố anh đã nói rõ với Lệ rồi. Chính vì vậy Lệ giận anh, bỏ ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng. Chương à, chỉ cần em ở bên anh là được. Anh sẽ chờ cho tới khi nào em tự muốn rời xa anh thôi. Nếu vậy thì anh có thể sẽ không cần chờ nữa. Ý em là sao? Mấy hôm nay em thấy Lệ cứ đeo bám anh, em thấy không có vui, tại em không nói ra thôi. Cho tới hôm qua lúc tưởng anh bị chết thì em mới biết được. Anh Nam, anh khỏe chưa? Tôi muốn lấy một số thông tin về vụ án hồi tối hôm qua. Dạ, mời anh ngồi. Dạ, thôi em ra ngoài nha. Dạ, xin phép Chào anh. chị. Chị ơi, chị bị sao vậy? Dạ, em cũng không biết nữa. Lâu lâu em cứ hay bị đau bụng, chắc là đau bao tử đó chị. Ủa, chị bị đau chỗ nào? Dạ, em bị đau vùng này nè. Coi chừng không phải là đau bao tử đâu. Thôi, đi theo em để bác sĩ khám cho chị. Dạ. Nãy giờ em đi đâu vậy? Em đi loanh quanh ở đây thôi à. Anh công an về rồi hả anh? Đúng rồi. Họ mới báo cho anh biết Lệ vừa mới mất hồi sáng. Cái gì? Đã chết rồi hả anh? Em không ngờ Lệ lại không qua khỏi. Lệ còn nhỏ quá mà. Lệ đã cai nghiện để làm lại cuộc đời rồi. Anh thật không ngờ thằng Sơn này nó quá độc ác như vậy. Anh đừng buồn nữa, nhất định công an sẽ bắt được Sơn mà. Anh cũng mong là như vậy. Alo. Dạ, mẹ gọi con có gì không? Lâu rồi không gặp con. Mẹ gọi điện hỏi thăm con. Coi con sao rồi? Dạ, con vẫn đi làm bình thường mà mẹ. Tại vì bận quá, con không có thời gian tới thăm mẹ. Con đừng có tham công tiếc việc quá.
phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Dạ con biết rồi mẹ. Để rảnh con qua thăm mẹ nha. Bây giờ con có chút việc rồi. Thôi chừng nào rảnh thì con với thằng Bảo qua chơi với mẹ nha. Dạ con cúp máy nha mẹ. Vũ Quán ơi, cho hai tô hủ tiếu đi. Có liền. Sao không đủ thằng Tám qua đây luôn? Hồi nãy tôi có đủ thằng Tám, mà nó đang nhậu bên kia. Nó nói chút nó qua. Vậy hả? Sao rồi? Hôm nay vô sao? Thì cũng khỏe. Nghe nói là con anh sắp sửa thi đại học phải không? Dạ, biết luôn ha. Cái này ngon nha. Kìa, Tám kia. Kêu nó đi. Tám ơi, vô đây Tám ơi. Chị ơi. Chị ơi, sao không chị? Chị. Alo. Anh chuẩn bị xong hết chưa? Anh chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng không có em, anh chẳng còn hứng thú gì hết. Em xin lỗi. Để đợt khác rồi mình đi nha. Dù sao mẹ cũng có công nuôi dưỡng em mà. Em chiều mẹ ăn chút cho mẹ vui. Ok. Em nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, anh. Anh qua bên đó nhớ điện cho em nha. Anh sẽ điện mỗi ngày cho đỡ bớt nhớ em đó. Nói là phải nhớ đó. Mê mấy cô gái Nhật là chết cái tôi đó. Anh đâu có dám chứ. Anh Bảo. Có chuyện gì vậy em? Em định nói là ngày mai anh khỏi đưa em ra sân bay. Em tự đi taxi được rồi. Cũng được, tùy em thôi. Em sắp đi xa mà anh không nói gì sao? Em qua đó giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc theo áo ấm. Đi ngủ sớm đi em. Anh ngủ trước nha, anh mệt quá. Ai gọi vậy? Là số máy lạ. Em không nghe thử đi, biết đâu có chuyện gì thì sao? Alo. Dạ hỏi, đây có phải là số điện thoại của cô Nguyệt, con của bà Hoa không? Dạ đúng rồi. Bà Hoa vừa bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện. Cô bao phải liền đi. Cái gì? Mẹ em bị tai nạn sao chị? Đúng rồi. Dạ được rồi, em sẽ tới liền. Dạ. Mẹ bị tai nạn hả em? Mẹ đang nằm trong bệnh viện đó anh. Vậy anh chở em tới đó nha. Dạ. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Anh chị là người nhà của bệnh nhân hả? Dạ đúng rồi. Bác sĩ ơi, mẹ tôi bị có nặng không vậy? Bệnh nhân bị đa chấn thương nhưng không đáng ngại. Nặng nhất là cái chân bị gãy, tạm thời thì bó bột đỡ. Và vì bị sốc nặng, tạm thời thì bệnh nhân chưa tỉnh ngay được. Anh chị cứ ở đây chăm sóc bà. Có gì bất thường anh chị cứ gọi liền cho chúng tôi. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Mẹ. Mẹ chưa tỉnh đâu anh. Thôi qua đây ngồi đi. Mẹ bị đa chấn thương, không biết là có biến chứng gì nguy hiểm không nữa. Em nghĩ chắc là không sao đâu. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Em không lo cho mẹ sao? Tất nhiên là em lo rồi. Mẹ là mẹ của em mà. Nhưng mà em nghĩ là mẹ không sao đâu. Hồi nãy bác sĩ cũng có nói rồi mà. Anh cũng mong là mẹ không sao. Còn chuyến đi ngày mai của em á, dù sao cũng chỉ là đi học hỏi thôi. Hay là em đừng có đi, ở nhà với mẹ đi. Không được đâu. Em đã chuẩn bị hết trơn rồi, sao mà không đi được. Chắc là mẹ không có bị gì nặng đâu. Có y tá với bác sĩ lo rồi. Em ở đây cũng có làm được gì đâu, anh thấy không? Em vô đây em cũng ngồi không à. Ừ. Nếu em muốn đi thì cứ đi đi. Anh đừng có lo mà, em sẽ thuê người chăm sóc cho mẹ.
có gì đâu mà anh lo không biết nữa. Ngày mai em bay sớm rồi. Anh, hay là bây giờ em điện về nhà kêu dì Xuân vô đây chăm sóc mẹ nha. Em làm việc nguyên ngày, bây giờ em mệt quá rồi. Nếu em mệt thì em cứ về nghỉ đi, anh ở lại coi mẹ cũng được. Ngày mai anh sẽ thuê người chăm sóc mẹ. Vậy thôi, em đi về nha. Có gì thì điện cho em nha. Nha. Anh biết rồi. Ừ. Sao tới giờ nó vẫn chưa về? Nội đừng có lo, nó về tới bây giờ đó. Kìa, mới nhắc nó về rồi đó nội. Dì Út. Dì Út. Ừ. Nội. Nam. Nội. Con có sao không? Con có sao không con? Dạ, con cũng khỏe rồi nội. Con không có sao là bà nội mừng lắm rồi. Con mà có chuyện gì chắc bà nội sống không có nổi đâu. Nội, bữa nay thằng Nam xuất viện về, nội phải vui lên. Nội mà buồn như vậy là xui lắm đó. Nội à, nội vui lên nha. Bác à, thằng Nam nó không sao rồi. Nam, thôi con về phòng nghỉ đi. Con chưa có khỏe hẳn đâu đó. Dạ. Đi. Đi đi con, đi vô phòng nghỉ đi, đi con. Nội, nội ngồi đây nha, để con vô trẫm còn sao. Ờ. Con cảm ơn chú Năm nha. Chắc phải vài tuần nữa con mới khỏe hẳn. Rồi cái chuyện xây cái lò mới, chú Năm lo giùm con nha. Con đừng có lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ừ. Để chú lo cho. Dạ. Dương à. Dạ. Bây giờ thằng Năm nó về nhà rồi, hay là con để cho cô Út chăm sóc nó đi. Ừ. Con ra ngoài lò bánh để phụ với chú, chứ một mình chú sao làm sể. À, đúng rồi đó em, để thằng Năm chị lo cho. Dạ, để ngày mai con ra nha chú. Ừ. Thôi chú về lò bánh trước nha. Chú đi nghe Năm. Dạ. Tôi đi nghe cô Út. Anh Năm về cô nha. Chào chú. Nghỉ khỏe nghe con. Em đúng là cao số đó Nam. Cũng may có bà chủ nhà phát hiện, chứ không thôi nó đâm mày chết rồi đó. Giờ ông chừng đi theo ông Lệ rồi. Chị Út đẹp, đừng có nhắc chuyện buồn nữa. Tuy chị không thích nhỏ khó ưa đó, nhưng mà nghĩ lại thì cũng tội nghiệp nó. Gia đình Lệ về chung cất Lệ rồi hả chị? Ừ, chị nghe đâu là hỏa táng rồi đem cốt nó vô chùa. Mà chị tức cái thằng Quỷ Sơn nè, tới bây giờ nó chưa bị bắt nữa chứ. Thôi em nghỉ ngơi nha, để chị ra chị nấu cháo cho em ăn. Dạ. Em, em ngồi xuống đi. Anh nằm nghỉ đi, cháo chín em sẽ gọi anh về ăn. Em cũng nghỉ ngơi đi, mấy ngày hôm nay em ở trong bệnh viện với anh, nhìn em xanh xao quá. Em không có sao đâu mà. Nếu hồi xưa mà bị đâm như vậy anh không sợ, nhưng mà bây giờ anh sợ. Anh sợ nếu anh chết thì sẽ không còn được bên cạnh em nữa. Anh đừng nghĩ lung tung nữa, em vẫn ở đây mà. Thôi anh nghỉ đi, em ra với bà nội một chút. Con bữa nay nha. Dạ con cảm ơn chú. Có phải em thường hay đau bụng kèm theo triệu chứng buồn nôn chán ăn? Dạ đúng rồi bác sĩ. Có lẽ gan em có vấn đề, em nên lên bệnh viện Ung Bướu thành phố để kiểm tra.
Em nghe nói bệnh gan là do uống rượu. Em đâu có uống rượu bao giờ đâu bác sĩ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh gan lắm. Không nhất thiết phải dùng rượu mới bị. Có thể do viêm gan siêu vi gây ra. Nhà em có ai bị viêm gan siêu vi không? Dạ có. Ba nuôi em bị viêm gan siêu vi C. Viêm gan siêu vi C có thể lây truyền qua đường máu. Trong sinh hoạt chung hàng ngày, đứt tay hay là bị thương gì đó, em không cẩn thận vẫn bị lây nhiễm. Để có kết luận chính xác hơn, em nên lên thành phố để kiểm tra. Con đi đâu đây? Con đi mua thuốc. Con đi mua thuốc cho mẹ con hả? Dạ. Mẹ con đỡ chưa? Dì nói gì vậy? Mẹ con có chuyện gì hả? Hôm qua dì thấy mẹ con nằm một chỗ không ăn uống gì được, tội lắm đó con. Mà mẹ con bị cái gì vậy? Thì mẹ con bị tai nạn giao thông, nằm bệnh viện. Hôm qua dì mới vô thăm nè. Mà hình như á dì thấy chồng con ở trong đó. Vậy mẹ con bị nặng lắm không dì? Mẹ con nằm ở bệnh viện nào? Ở phòng số mấy vậy dì? Mẹ con nằm ở bệnh viện Bình An. Dạ. Phòng 105. Con sao vậy? Tự nhiên hỏi dì giống như từ trên trời rớt xuống à? Dạ con hơi mệt, con rối thôi. Con cảm ơn dì, con về nha dì. Cái con nhỏ này không biết nó bị cái gì không nữa. Sao cứ như thần kinh vậy? Hỏi cái gì mà mẹ nó nằm bệnh viện, nó cũng không biết nằm ở đâu. Alo. Em hả? Dạ em đây. Em đang ở đâu vậy? Em đang chăm sóc bệnh nhân. Rồi anh đợi em chút xíu nha. Dạ em biết rồi. Thì để em làm xong đi rồi chiều về gặp. Cảm ơn cô nha. Cô nuôi bệnh ở đây hả? Cô sao nó giống cô Nguyệt dữ vậy kìa? Ủa chị là ai vậy? Có phải cô chăm sóc cho người bệnh ở trong đó không? Đúng rồi, mà có chuyện gì? Chăm sóc cho người bệnh mà cô bỏ đi từ nãy giờ là sao? Nãy giờ bà muốn uống nước nhưng mà không có người lấy giùm. Mà chị là gì của cô Qua? Tôi không là gì hết, tôi đi ngang qua thôi. Chị rảnh quá ha. Chị nhà người ta xí vô chi? Chị có bỏ tiền ra mướn tôi không mà nói. Đồ nhiều chuyện, tránh ra đi. Cô ơi cô. Gì vậy cô? Tôi có chuyện nhờ cô một chút. Có chuyện gì không chị? Dạ, cô có gặp người nhà của cô Qua trong phòng này. Cô nhắn lại với họ là thay người chăm sóc khác đi. Cái cô ở trong đó vô trách nhiệm quá. Chị là người quen của cô Qua hả? Dạ, tôi là hàng xóm thôi. Cô nói giúp giùm tôi nha cô. Bây giờ tôi phải về rồi. À, có gì tôi nói cho. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Kìa, nó về kìa. Anh về nha. Dương, em đi lên thành phố sao không nói cho ở nhà biết? Bà nội lo lắm đó. Dạ, em có việc gấp. Em thăm bà Liên đúng không? Dạ không, em đi thăm người yêu cũ của em. Hả? Nội.
Bà nội ơi, con xin lỗi nội. Còn sao vậy Dương? Bây giờ con phải đi rồi. Con đi đâu? Nội từng nói nếu con tìm được hạnh phúc thì con cứ ra đi. Bây giờ con đã tìm được rồi. Con sẽ lên thành phố kết hôn với người yêu cũ của con. Ân tình của nội đối với con không có cơ hội đền đáp rồi. Nội tha lỗi cho con. Con đám cưới với người yêu cũ sao? Dạ, ảnh rất thương con, cho nên nội đừng có lo cho con nha. Dạ, còn anh Nam, nội hãy khuyên ảnh giùm con. Nội nói với ảnh là đừng có nhớ gì con nữa. Bây giờ anh cũng đã cai nghiện rồi. Lò bánh thì làm ăn phát đạt. Còn tin chắc anh sẽ tìm được người vợ tốt chăm lo cho nội và gia đình này. Con đi thiệt hả? Dạ. Nội đừng khóc. Nội phải ráng giữ gìn sức khỏe nha nội. Dương. Chị Út, chị hãy thay em chăm sóc cho nội nha. Em đi thiệt hả? Em vô thăm anh Nam một chút. Nó đi thiệt rồi nội ơi. Em vừa mới về hả? Em làm anh lo quá. Anh Nam, sau này anh không cần phải lo cho em nữa. Người yêu cũ của em sẽ lo cho em. Em vừa mới nói gì vậy Dương? Hôm nay em lên thăm người yêu cũ. Anh vẫn còn tình cảm với em. Còn tình cảm của em đối với anh không có thay đổi gì hết. Nên tụi em quyết định kết hôn. Em về đây để lấy quần áo, nói lời chia tay với anh và bà nội. Em đang giỡn với anh hả Dương? Không, em nói thật. Em phải đi tìm hạnh phúc của mình. Chứ kéo dài với anh, em vẫn không yêu được anh. Mà tuổi xuân của em thì cứ trôi qua. Bà nội đã biết chuyện của mình từ lâu, nên anh không cần phải lo nội buồn. Em vừa mới nói chuyện với nội xong rồi. Trước đây mình chưa có đăng ký kết hôn, nên cô không cần phải thủ tục rườm rà. Anh cố gắng tĩnh dưỡng và chăm sóc bà nội và phát triển lò bánh nha anh. Rồi anh sẽ tìm được người yêu anh thật lòng, sẽ sống hạnh phúc giống như em và người yêu của em vậy. Dương, em đi nha. Dương, em đã nói giỡn với anh đúng không Dương? Dương. Em được đi mà. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Dương. Nam ơi, em có sao không? Nam, con đừng đuổi theo nữa. Đã đến lúc con Dương nó phải đi tìm hạnh phúc thật sự của nó. Nếu còn thương nó, con đừng có níu kéo để nó thêm khó xử. Phải đó em, tất cả chỉ là do số phận thôi.
mặt bằng thì tốt rồi. Nhưng mà mẹ bán ở đây mấy chục năm rồi, nhiều kỷ niệm với ba con, mẹ không muốn dời đi chỗ khác. Nhớ hồi xưa còn ba, gia đình mình vui biết bao nhiêu ha mẹ. Với mẹ về chưa? Chắc ngày mai anh. Ủa, ngày mốt anh mới về hả? Anh về rồi. Ngày mai là thứ bảy. Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi hay sao? Chắc anh ngủ cả ngày quá, anh mệt lắm rồi. Vậy thôi anh đi nghỉ đi. Nếu mà ngày mai em bay về sớm, em sẽ ghé ngang nhà anh ha. Ừ. Em với mẹ cẩn thận nghe. Dạ, bye anh. Bye bye. Anh chờ lâu chưa? Tôi cũng mới tới thôi. Xin lỗi anh nghe, kẹt xe quá. Yeah. Dạ, cái hợp đồng hôm trước mà em nói với anh á, tại vì mấy hôm nay em đi công tác nước ngoài cho nên em. Dạ, anh chờ em chút xíu nghe. À, được rồi. Chút nữa em sẽ quay lại. Có gì đâu. Quyết. Ủa, anh Bách. Em đi đâu lên đây vậy? Anh lầm rồi, em là Dương. Dương đã nói sự nhầm lẫn của hai người trước ngày cưới cho anh nghe rồi. Em chính là Nguyệt, đúng không? Dạ, anh biết rồi sao? Ừ. Thôi em ngồi xuống đi, rồi mình nói chuyện. Vậy bây giờ anh gọi em là Dương nha. Bởi vì anh đã quen gọi Dương là Nguyệt rồi. Dạ, anh cứ gọi em là Dương. Mà em đi đâu mà lại ngồi ở đây vậy? Rồi mấy năm nay em sống ra sao? Em đã ly dị anh Nam rồi. Bây giờ em lên thành phố để bắt đầu cuộc sống mới. Từ lúc đầu anh đã khuyên em mà em không chịu nghe. Bây giờ em có dự định gì không? Em cũng chưa biết. Chắc trước mắt em sẽ tìm chỗ trọ, rồi sau đó em sẽ tìm việc làm. Bây giờ cũng tối rồi, không mấy em về nhà anh ở đỡ đi. Sau đó anh sẽ tìm nhà trọ cho em. Dạ thôi anh. Nè, cái gì mà thôi? Em là em của Nguyệt, cũng như là em của anh mà. Dạ, vậy anh cho em ở đỡ một đêm nha. Thôi, mình đi. Dạ anh ơi. Hả? Em có chuyện gấp em về trước nha. Vậy dạ, hả? Dạ hôm nào mình bàn tiếp ha. Được. Dạ chào anh. Rồi chào em. Mình về. Dạ. Em ngồi đi. Lâu rồi mà nhà anh cũng không thay đổi gì nhiều ha. Anh đi làm suốt. Với lại anh ở chỉ có một mình thôi à, cho nên không có mua sắm, sửa chữa gì hết. Em uống nước đi. Dạ. Ngày mai Nguyệt đi du lịch về rồi. Hai chị em gặp nhau chắc vui lắm hả? Anh đừng có kể với Nguyệt là em đã lên đây nha. Sao vậy Dương? Em và Nguyệt giận nhau. Do Nguyệt nó
nó đánh cắp thân phận của em. Anh nghĩ Quyệt cũng không cố tình đánh cắp thân phận gì của em đâu. Thật ra Quyệt cũng chỉ là người bị hại thôi. Chính em trước ngày cưới cũng không muốn cưới Bảo, rồi sau đó em lại chọn anh chàng nam đó. Em thừa biết một điều, Quyệt không yêu Bảo mà phải sống với Bảo như vậy. Em có biết là thiệt thòi cho Quyệt nhiều lắm không? Dạ, dạ em biết. Anh cũng đừng nói với Nguyệt nha. Em cảm thấy có lỗi nên không muốn gặp lại Nguyệt. Nếu như em không muốn gặp thì thôi, anh cũng không dám ép. Anh nhớ là đừng có nói với Nguyệt là em lên đây nha. Anh biết rồi, em cũng mệt rồi. Để anh đưa em lên phòng nghỉ nghe. Dạ. Dương à, em tắm rửa nghỉ ngơi đi. Để anh ra ngoài mua đồ ăn về cho em. Dạ thôi, em mệt lắm, em muốn ngủ. Anh mắc cứ ăn đi. Anh sẽ mua cho em một phần, để đó cho em ở dưới bếp. Nếu tối em có đói, em xuống dưới mà. Em biết rồi. Quyệt cũng không cố tình đánh cắp thân phận gì của em đâu. Thực ra Quyệt cũng chỉ là người bị hại thôi. Ủa, con là ai vậy? Chị kia, chị đứng lại. Tại sao chị đi vô phòng này? Chị là ai? Con, Nguyệt phải không? Thôi, đúng rồi, con của tôi. Nguyệt. Em xin lỗi chị. Dạ, không phải. Con là Ánh Dương. Hả? Là chị của Nguyệt đó bác. Dạ, con có việc đi ngang qua đây. Thấy bác bị bệnh nên con ghé thăm. Dạ bây giờ con có việc phải đi rồi. Bác giữ gìn sức khỏe nha bác. Con vậy? Nguyệt. Trời, đi đâu nhanh dữ trời. Ủa, mà chị là gì của cô vậy? Là chị của con nuôi tôi. Dạ. Mười mấy năm rồi không có tìm được mà bây giờ cổ chạy mất rồi. Trời ơi. Anh Bách. Ừ? Có thể mướn nhà nào nhỏ hơn được không anh? Căn nhà này. Dương à, em đừng có ngại. Thôi, mình vô đi. Gọi đi.
Căn nhà này tuy nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi hết. Và cái khu này lại an ninh nữa. Mình tìm nhà nhỏ hơn được không anh? Em chưa có việc làm, em sợ em không đủ trả tiền thuê nhà. Về chuyện này thì em đừng có lo. Tiền thuê căn nhà này anh đã trả trước cho em 6 tháng rồi. Em cứ việc ở đây đi, rồi từ từ tìm việc phù hợp mà làm. Như vậy sao được hả anh? Anh đã nói mình giống như người nhà vậy, em đừng có ngại. Dạ. Vậy để em tìm việc làm, có tiền em sẽ trả từ từ cho anh nha. Anh đã nói là không cần mà. À, mà anh thấy công việc kết cụm của em á, đi ti chút chút. Kết thì cực, mà tiền thì lại không có bao nhiêu nữa. Hôm ấy anh xin cho em công việc văn phòng nào đó, nhẹ nhàng một chút mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Dạ thôi anh, tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ em chi xài. Em chỉ muốn làm việc ở nhà, không muốn ra ngoài gặp nhiều người đâu. Thôi thì tùy em vậy. À, bếp á thì có đầy đủ, em cứ việc nấu ăn thoải mái. Có việc gì cần á thì em cứ gọi điện thoại cho anh, đừng có ngại. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh hoài vậy, đừng có sáo với anh chứ. Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh về nha. Dạ. Ba con mới về. Sao con không kêu thằng Bảo ra đón con? Dạ con đi về taxi được rồi ba. Sợ chuyến bay trễ lại mất công nữa. Thôi, con lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm. Dạ. Ủa, em về rồi hả? Ừ. Bây giờ cũng còn sớm, em lên tắm rửa thay đồ đi, xuống ăn cơm, rồi anh với em vô thăm mẹ. Thôi, ngày mai em được nghỉ mà, sáng mai em vô thăm mẹ. Bây giờ em mệt lắm, ăn cơm xong lại muốn nằm nghỉ liền à. Ừ, vậy cũng được. Em lên phòng đi. Hai đứa có chuyện gì vậy? Hả? Không có gì đâu ba. Alo, có gì không? Được rồi, tôi sẽ tới. Em dậy rồi hả? Dạ, đi mấy ngày nay em mệt quá trời. Bây giờ tụi mình xuống ăn sáng rồi vô thăm mẹ nha. Em ở chơi với mẹ, anh về làm việc rồi chiều anh tới đón em. Anh bận việc thì thôi anh ở nhà làm đi, em đi một mình cũng được rồi. Tuần sau anh bận nhiều việc lắm, sợ không vô thăm mẹ được, nên tranh thủ đi bữa nay luôn. Em chuẩn bị đi, anh chở em đi. Anh biết làm sao không? Em có đứa bạn, nó gửi đồ em mua bên Nhật á. Em tính qua gửi cho nó, xong rồi em vô thăm mẹ luôn. Hay anh vô thăm mẹ trước đi. Thì anh chở em tới nhà bạn rồi đi luôn. Thôi, nhà nó xa lắm, có khi tới rồi phải vô ngồi nói chuyện với nó một chút. Anh lại đang bận mà. Em đi taxi được rồi, chiều anh khỏi phải đón em. Vậy cũng được, thôi anh đi nha. Dạ. Thank you.
Alo. Ừ, tôi đang chuẩn bị đến. Được rồi, vậy để khi khác. Mà nhớ, cẩn thận đó. Gần đến đích rồi, lộ ra là tôi không giữ lời hứa đâu đó. Hôm nay mẹ thấy khỏe nhiều chưa mẹ? Mẹ bớt đau nhức rồi. Con Nguyệt về chưa con? Dạ, về rồi mẹ. Ờ. Nguyệt có việc ghé nhà bạn, nên lát nữa ghé thăm mẹ sau nha. Con đi ăn sáng đi. Con chưa ăn cái gì hết á. Dạ thôi, dạ con không sao đâu ạ. Con đi đi, đừng có ngại. Có anh ở đây rồi, em cứ đi đi. Anh chờ em về rồi em mới đi. Dạ, đi thưa cô con đi, anh em đi. Hôm nay cô Tuyết chăm sóc mẹ tốt hơn mẹ. Từ sau cái hôm con nhắc nhở đó, nó đã bớt đi ra ngoài rồi. Tuổi trẻ mà, đâu có chịu ngồi yên. Thôi kệ nó đi, thông cảm cho nó. Cũng nhờ cái cô gái đó nhắc nhở. Mà hôm rồi cô có tới nữa không mẹ? Mẹ không có thấy cô tới. Mà con với con Nguyệt lúc này sao rồi? Có còn giận hờn gì nữa không? Dạ không có, tụi con làm lành rồi mẹ. Nói vậy là tụi con vừa mới giận hờn nhau nữa đó hả? Tại con và Nguyệt có chút hiểu lầm thôi. Bảo nè, con có thấy là con Nguyệt nó khác với lúc trước khi kết hôn không con? Sao mẹ lại hỏi vậy? Tại vì con Nguyệt hồi xưa nó dễ thương lắm. Nó luôn quan tâm nhường nhịn mọi người. Nhưng bây giờ mẹ thấy tụi con cứ hay giận hờn nhau hoài à. Đúng là sau khi kết hôn Nguyệt thay đổi nhiều lắm mẹ. Nhiều lúc con cũng không hiểu Nguyệt nữa. Con cũng thấy mệt mỏi lắm. Mà con tự nhắc mình là phải giữ lời hứa, suốt đời yêu thương Nguyệt. Con hay thường nhớ về chuyện cũ, về Nguyệt của ngày xưa. Có lẽ con yêu Nguyệt của ngày xưa hơn là bây giờ. Mẹ cũng thương con Nguyệt của ngày xưa. Con. Mẹ, mẹ khỏe chưa mẹ? Em tới rồi hả? Em ngồi đi. Mẹ khỏe rồi. Mấy bữa nay ở bên Nhật, con cứ mong tới ngày về để được vô thăm mẹ. Mà sao em tới nhà bạn nhanh vậy? Em đi giữa đường, nó báo là có việc đi vắng cho nên em đến thẳng đây luôn. Có em ở đây với mẹ rồi, anh bận công việc gì á thì cứ đi đi. Thôi xin phép mẹ con về. Con còn một số việc ở công ty nữa, con phải hoàn thành trước ngày mai. Con cứ về đi. Có rảnh thì vô chơi với mẹ nha. Dạ, con về nha mẹ. Anh về nha. Dạ. Mẹ, ngày mai con đi làm lại, chắc là sẽ ít vô thăm mẹ lắm đó. Mẹ có cần gì thì mẹ cứ nói với cô Tuyết đang chăm sóc mẹ làm cho nha. Mẹ nhớ hồi con khoảng 10 tuổi á, con cũng bị tai nạn nằm y như mẹ vậy nè. Cả 2 tháng trời mới khỏi, đúng không con? Dạ. Lần đó chắc là con cũng đau lắm ha. Dạ, đau lắm mẹ. Tai nạn mà, con đau dữ lắm. Cô không phải là Nguyệt. Con Nguyệt chưa từng bị tai nạn bao giờ. Mẹ nói gì vậy? Con là Nguyệt mà. Thực chất con là Dương, chị song sinh của con Nguyệt, đúng không? Có phải hai đứa đã tráo thân phận cho nhau vào trước cái ngày đám cưới không? Hả? Mẹ bị sao vậy? Mẹ nói gì con không hiểu gì hết. Cô đừng cứ làm bộ nữa. Trước đây tôi đã cảm thấy cô khác rồi.
Nhưng giờ tôi nghĩ vì đám cưới nên cô căng thẳng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, người đám cưới không phải là cô Nguyệt mà là cô. Nè, nếu cô chối, tôi cũng có cách nhận diện ra hai đứa. Cô nói thiệt đi, con Nguyệt bây giờ đang ở đâu? Tại sao cô lại cướp thân phận của con tôi hả? Con không có. Tại sao con có cướp thân phận của Nguyệt? Là Nguyệt tự đổi với con thôi. Nếu con Nguyệt đổi cái gì với cô thì tôi còn tin. Nhưng nó yêu thằng Báo lắm. Chẳng lẽ nó để cô cưới cái người mà nó yêu thương sao? Cô nói đi. Mẹ, tại lúc đó tụi giang hồ nó bắt nhầm lẫn con với Nguyệt. Nguyệt về dưới Sóc Trăng trong đêm trước ngày cưới thôi mẹ. Con có muốn nói dối đâu. Cô buông ra đi. Cô dối gạt có chủ đích. Nếu mà lúc nhầm lẫn đó, cô có thể nói rõ chuyện đó cho chúng tôi mà, để tôi và thằng Bảo đi cứu nó chứ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con ích kỷ, con sai rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói chuyện này cho anh Bảo biết nha mẹ. Vậy là cô đã biết con Nguyệt đang ở đâu đúng không? Cô mau đưa nó về gặp tôi đi. Làm ơn đi. Không được đâu mẹ. Nếu Nguyệt trở về với mẹ, anh Bảo tiếp xúc nhất định sẽ nhận ra Nguyệt. Mẹ ơi, không được đâu. Không được đâu mẹ ơi. Không lẽ cô muốn tôi không bao giờ gặp lại con tôi hay sao? Thằng Bảo bây giờ là chồng của cô rồi, nó cũng không thể quay lại với con Nguyệt được đâu. Nè, nếu bây giờ cô không đưa con Nguyệt về, tôi sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết. Không, không, không được đâu mẹ ơi. Cô mẹ, giảng ra đi. Đừng mà mẹ. Mẹ ơi, cô đừng gọi tôi là mẹ. Tôi chỉ có một đứa con là con Nguyệt thôi. Cô luôn tìm cách tránh mặt tôi. Cô đâu có coi tôi là mẹ đâu. Cô mau đi tìm con Nguyệt về cho tôi. Đừng có nói nhiều nữa. Lẹ lên. Mẹ ơi, được rồi, được rồi. Con sẽ đi tìm Nguyệt về cho mẹ. Nha mẹ, nha. Cô nhớ nha. Dạ. Con đi liền. Nguyệt ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con sống như thế nào? Có ai hại gì con không trời ơi? Cái bà già đó dám ép mình. Anh Bảo mà gặp lại chị, thế nào cũng phát hiện ra, anh nhất định sẽ bỏ mình thôi. Alo, anh cho người về Sóc Trăng bắt Dương, vợ của thằng Nam, đem nhốt kín cho tôi. Anh nhốt nó suốt đời, chỗ nào càng kín càng tốt. Tiền bạc không thành vấn đề. Có tin gì báo cho tôi biết, nghe chưa? Cũng vui lắm anh. Còn anh thì sao? Có lén phé với cô gái Nhật nào không đó? Anh chỉ có một mình em thôi, tất nhiên là không rồi. Nhưng mà còn em thì sao? Em cũng vậy, em cũng chỉ có một mình anh. Nè, anh lại ghen với anh Bảo nữa phải không? Ghen hoài. Anh nè, tối nay em qua nhà anh bù cho anh, chịu không?
Ok, vậy anh về làm việc. Anh. Anh không hôn em sao? Tối nay gặp. Alo, sao rồi? Xong việc chưa? Tôi nghe nó nói là ly dị thằng Nam bỏ nhà đi rồi. Anh nói sao? Ly dị Nam bỏ nhà ra đi hả? Đúng rồi. Được rồi, có gì cần tôi sẽ liên lạc lại. Rốt cuộc chị đã đi đâu vậy chứ? Alo, con nghe nè. Đã 2 ngày rồi, cô đi tìm con Nguyệt chưa? Nguyệt bỏ nhà dưới Sóc Trăng, đi đâu mất rồi mẹ? Con không tìm được. Cô đừng có nói dối. Cô không tìm được hay cô không đi tìm? Mới mấy ngày trước con Nguyệt còn vô thăm tôi đây nè. Cái gì? Nguyệt có vào thăm mẹ hả? Nó nhận là Dương, chị của cô. Nhưng tôi biết chắc nó là Nguyệt. Tôi cho cô thời hạn 2 ngày nữa. Nếu cô không đưa con Nguyệt tới gặp tôi thì tôi sẽ nhờ thằng Bảo đi tìm. Cô rõ chưa? Mẹ. Mới đi gặp đối tác về. Có chuyện gì không chị? Tôi tới tìm cậu để cậu ký hồ sơ tuyển dụng nhân sự mới thôi. Chị đưa đây. Chị cứ để trên phòng đi, tôi xem lại rồi ký sau. Có một cô bé tên Ngọc, ứng tuyển vào vị trí văn phòng. Có được tuyển dụng không chị? Cậu nói là Quỳnh Ánh Ngọc á hả? Tôi không biết họ, chị biết tên là Ngọc. Chắc là cô bé đó. Tại vì lần này chỉ có mình cô bé đó tên Ngọc thôi. Đã tốt nghiệp cấp 3, học bà thì rất là khá, nhưng mà kinh nghiệm làm việc chưa có nên tôi không có tuyển dụng. Kinh nghiệm thì có thể học thêm được mà. Chị cho cô bé đó một cơ hội đi. Chà, đó giờ tôi mới thấy cậu Bảo thiên vị người khác đó nha. Bộ cô bé đó thân quen gì với cậu hả? Cũng có thể nói là như vậy. Được rồi, tôi sẽ bổ sung rồi đưa cậu ký sau. Cảm ơn chị. Mà mẹ của Nguyệt đã đỡ nhiều chưa? Cũng đỡ nhiều rồi chị. Tại vì lúc nãy chị có đi ngang phòng anh Bách, nghe là Nguyệt xin về sớm để đi thăm bác. Chắc cả tuần rồi Nguyệt đi công tác nên muốn chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thôi tôi về phòng nghe. Alo, anh nghe nè. Anh ơi, mẹ em té cầu thang chết rồi. Xin cô bớt đau buồn. Chúng tôi không ngờ sự việc đã xảy ra đáng tiếc như vậy. Tôi xin thay mặt bệnh viện chia buồn cùng gia đình. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, cô cũng đừng đau buồn nữa. Nguyệt, bác sĩ. Anh ơi, mẹ chết rồi anh. Sao lại như vậy? Tại sao mẹ lại té cầu thang? Tuyết. Dạ. Không phải anh dặn em chăm sóc mẹ anh sao? Dạ. Lúc nãy á, cô kêu em đưa cô ra ngoài hành lang không má? Chút xạo á,
Cô nói là cô khát nước, cô kêu em vô phòng lấy nước. Khi em đi ra thì em đã thấy cô té rồi. Chắc là do em đi, cô đã tự ý đẩy xe. Do không quen cho nên mới bị té ngã. Em xin lỗi. Dù sao mẹ cũng đã chết rồi anh, cũng không phải lỗi của Tuyết đâu. Đừng khóc nữa, nín đi em. Bác sĩ à, mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu? Chúng tôi để bà ấy ở nhà xác. Cô Nguyệt đang chờ anh đến để giải quyết. Anh ơi, bây giờ mình đưa mẹ về nhà nha. Bác sĩ, vậy nhờ bệnh viện đưa mẹ về nhà giúp tôi. Được rồi, chúng tôi sẽ chuyển bảy về nhà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ủa, anh Bách. Anh ngồi đi. Anh tiện đường đi ngang nên sẵn ghé vô đây của em sao rồi? Anh uống nước đi. Em đâu có sao đâu, em đã nhận hàng gì làm rồi. Ờ, à, vậy hả? Ủa, mà hôm nay anh Bách không đi làm sao mà ghé em giờ này? À, hôm nay anh được về sớm, cùng đại diện một số phòng ban đi đám tang mẹ vợ của Bảo. Mẹ vợ anh Bảo là... là mẹ nuôi của Nguyệt hả anh? Ờ. Hả? Hả? Ờ, đúng rồi. Anh quên, bác cũng là mẹ nuôi của em. Dương à, Dương, em bình tĩnh đi mà. Mẹ em bắt ra anh. Em đừng khóc nữa. Người chết cũng đã chết rồi. Mẹ em tại sao lại mất? Hôm em vô bệnh viện thăm, mẹ em còn khỏe mà. Bác bị té cầu thang ở trong bệnh viện cho nên mới mất. Bình tĩnh lại đi. Em không ngờ mẹ lại ra đi như vậy. Trưa ngày mai mẹ em mới được chôn cất. Hay là sáng mai anh chở em tới thắp nhang cho bác nghe. Nghe em. Dạ không. Anh giúp em hỏi chỗ chôn cất mẹ giùm em. Em sẽ tới thắp nhang sao? Bây giờ em không thể xuất hiện được. Anh sẽ cho em biết chỗ. Dạ. Mẹ nè, em ăn uống gì chưa vậy? Em không muốn ăn gì hết. Em không sao đâu. Anh Bách cứ về nghỉ đi. Không ăn thì sao được chứ. Để anh đi mua chút đồ ăn về cho em nghe. Chờ anh chút nghe. Mẹ ơi. Dạ, mời ông chủ uống nước. Giờ này sao cậu Bảo với cô Nguyệt chưa về thế ông chủ? À, chắc tụi nó còn ở bệnh, lo dọn dẹp sau đám tang. Dạ. Tôi không ngờ bà xui ra đi sớm như vậy. Bà hiền lành dễ thương lắm. Lần nào tôi đem cháo vô, bà cũng cười và cảm ơn tôi hết á. Con người sống nay chết mai, không ai biết trước được điều gì. Chắc tôi phải tranh thủ hoàn thành tâm nguyện của mình. Nếu không thì... Cô với cậu về rồi. Cô cậu mới về. Dạ, ba. Con chào ba. Ừ, ba cũng trông hai đứa từ nãy giờ. Cô cậu ăn gì chưa? Để tôi dọn cơm cho cô cậu ăn nha. Thôi, tôi không muốn ăn gì hết. Mấy ngày nay em đã không ăn uống gì rồi. Không ăn nữa sao chịu nổi. Dì Xuân à, dì nấu cho Nguyệt tô cháo nha. Dạ, tôi nấu liền.
Thôi, con cũng đừng buồn nữa. Chắc mẹ con á cũng không muốn thấy con như vậy đâu. Dạ. Thôi em đừng buồn nữa, anh đem lên lầu nghỉ nha. Xuống với ba một chút, em ở đây nghỉ ngơi đi. Cháu chính anh sẽ đem lên cho em. Sao mẹ lại bỏ con ra đi như vậy hả mẹ? Nguyệt, em đừng có buồn nữa. Mình hãy vui vẻ tới gặp mẹ, để mẹ ra đi thanh thản. Cô gì ơi? Cô ơi, nhang cho mẹ em hả? Thì ra chị là chị hai thất lạc của Nguyệt hả? Thôi tôi phải về rồi. Khoan chị, hiện giờ chị đang ở đâu? Bấy lâu nay Nguyệt luôn muốn tìm chị. Chị hai, chị có biết bấy lâu nay em tìm chị vất vả lắm không? Hiện giờ chị ra sao rồi? Cuộc sống chị có tốt không? Cũng tốt. Thôi chị về. Dạ. Có gì chị sẽ liên lạc với em sao? Khoan đã chị, chị cho em và Nguyệt số điện thoại của chị đi. Không thì làm sao có thể liên lạc được với chị? Chị sẽ tự liên lạc được. Chị biết địa chỉ của Nguyệt mà. Thôi chị về. Nguyệt. Hả? Sao chị hai của em lạ vậy? Chị biết địa chỉ của em, sao bấy lâu nay không tới tìm em? Em cũng đâu có biết. Chị nói là chị sẽ tìm mình mà, anh đừng có lo ha. Thôi mình thắp nhang cho mẹ đi. Ừ.
Tại sao mình lại mơ giấc mơ này nữa? Sao giờ này còn chưa đi ngủ nữa? Em ngủ trước đi, anh còn một số việc chưa xong. Dạ, vậy em về phòng ngủ. Hôm rày chị Hai có liên lạc với em chưa? Dạ chưa anh. Chắc là chỉ bận việc gì đó cho nên không có liên lạc. Giữa hai chị em hình như có chuyện gì phải không? Anh thấy hình như là hai người cứ tránh mặt nhau vậy. Em thì lúc nào cũng muốn gặp lại chị Hai hết. Còn chị Hai thì em không biết. Tính của chị lúc nhỏ đã khó chịu như vậy rồi. Chắc có lẽ do thời gian xa cách cho nên chị đã coi em như người xa lạ. Anh thì lại không cảm thấy vậy. Anh thấy chị em rất thương mẹ. Lúc mình gặp chị ở nghĩa trang, chị khóc đỏ mắt hết. Dạ, ngày xưa mẹ em đều thương hai chị em. Thôi để vài ngày nữa chị không liên lạc lại thì em sẽ đi tìm chị. Thôi em về phòng ngủ trước nha. Anh cứ làm việc đi. Sao vậy? Mình đi ăn trưa nha. Mấy bữa nay bận rộn đám tang của mẹ nên em không có đến với anh được. Anh sao vậy? Em có gì để giải thích với anh hay không? Chuyện gì? Rõ ràng mẹ của em bị tai nạn giao thông trong suốt từng em đi du lịch. Cái đêm trước ngày đi, mẹ em bị tai nạn nên mẹ em không có đi chung được. Mà em thấy lỡ đăng ký rồi cho nên em đi chung với người bạn. Em định về nước rồi mới giải thích với anh cho tiện. Chưa kịp gì hết thì mẹ em đã chết rồi. Vậy à? Con vậy mà cũng giận em sao? Anh đi ăn cơm đi. Rồi về nhà anh. Nguyệt à. Anh yêu em nhiều lắm. Nhưng mà đừng bao giờ giấu anh điều gì. Nếu không chắc chắn em sẽ phải hối hận đó. Vậy anh làm gì em? Vô đi. Anh Bách. Chị Hai, Lê mang hồ sơ qua cho anh Bách ký hả? Chị có chút việc muốn bàn với anh Bách. Sao? Tìm anh có chuyện gì? Không phải. Em qua nghiên cứu coi lại phong thủy của phòng này một chút. Để sắp tới á, coi có phải thay đổi cái gì cho hợp với phong thủy của em không. Ok. Ngày mốt anh cũng dọn qua công ty mới rồi. Có muốn sắp xếp chuyện gì á, em cứ tự nhiên làm. Ok anh. Chị Hai. Chị có gì chúc mừng em lên trước không? Chị sẽ điện về nói dì Xuân sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng em ngày mai chính thức được bổ nhiệm. Chị Hai luôn luôn chu đáo. Thôi tùy chị, thích làm gì làm. Anh Bách, tôi nhớ tới đó nha. Ok, chắc chắn anh sẽ tới mà.
Chú cũng nên dẫn Thoa về luôn nha. Sẵn dịp giới thiệu với ba. Ừ, em biết rồi. À, thôi, à, em về làm việc đây. À, cái phòng này à, chắc là thay đổi nhiều. Để em coi là phong thủy. Ừ, thôi. Ok em. Nè, ngày mai là chính thức bổ nhiệm rồi. Không phải em nói có kế hoạch rồi sao? Hay là bận chuyện của mẹ em cho nên em quên mất? Em làm sao mà quên được. Anh cứ chờ coi, kịch hay sắp diễn ra rồi. Thôi, anh làm việc đi, em đi ăn cơm một mình. Ok. Trời ơi, em nhớ chị quá chừng luôn á. Mấy năm rồi mẹ không cho em về dưới thăm chị. Mà em nghe con Hà nói á, chị bỏ Sóc Trăng đi đâu mất. Em điện cho chị á, số máy của chị không có liên lạc được. Chị đã bỏ sim đó khi rời Sóc Trăng lên đây. Mà hiện tại chị Hai đang ở đâu vậy? Ừ, nhà chị đằng kia kìa. Là nhà chồng mới của chị hả? Ừ, không phải. Là nhà của anh Bách mướn cho chị. Chị ở có một mình thôi. Em nè, dạ, giữ kín giùm chị nha. Đặc biệt là con bé Hà đó. Sao vậy chị? Chị sợ bé Hà nói lại với gia đình anh Nam. Chị không muốn dính dáng gì tới gia đình anh Nam nữa. Em cũng đừng nói cho mẹ biết nha. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà bây giờ chị Hai ở gần đây rồi, lâu lâu em có thể đến thăm chị. Ừ. Bây giờ em phải đi làm. Em gặp chị sau nha. Ừ. Em đi nha chị Hai. Em đi nha. Sức khỏe của chú dạo này vẫn ổn hả chú? Ừ. Nhưng thỉnh thoảng chú cũng hay bị tức ngực. Dạ. Bà có uống thuốc thường xuyên hay không? Hay để con chở bà tới bệnh viện kiểm tra lại. Bà vẫn uống thuốc thường xuyên, nhưng trái tim đã qua phẫu thuật, làm sao như bình thường được con. Chuyện bà lo nhất bây giờ là hai đứa nè. Mau sanh cho ba đứa cháu đi, cứ lần lựa hoài là sao. Dạ, tụi con sẽ tranh thủ mà ba. Ba, ôi đông đủ quá. Ba, con dắt Thoa về nè ba. Vô ngồi đi em. Anh ngồi bên đây nè. Dạ, con chào chủ tịch. Em chào anh chị. Ừ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Ngồi xuống đi em. Ở đây đâu phải là công ty. Con cứ kêu bằng bác đi, cho nó thân mật. Dạ. Lúc con vào công ty làm thì bác đã về hưu rồi, cho nên không biết mặt con. Gia đình con á, người thành phố hả? Dạ không bác, quê con ở Đà Lạt. Con xuống đây học đại học rồi đi làm luôn. Con sống có một mình thôi. Vậy à? Dạ. Chú Vinh sắp lên chức rồi, ổn định sự nghiệp rồi, hai người có dự tính gì chưa? Dạ, tụi em chưa có dự định kết hôn. Chị mở cửa coi ai. Dạ dạ. Vinh, anh thấy tụi em không còn nhỏ nữa, lo tính chuyện kết hôn đi. Lòng bông hoài không tốt đâu. Lòng bông cái gì anh hai? Cái này là em học hỏi anh hai đó. Nói theo anh hai kết hôn trễ một chút, đám cưới sớm làm gì mà thấy không. Về nhà hai vợ chồng chiến tranh lạnh. Ừ, buồn thấy mồ. Cái thằng này vợ chồng nào mà không cãi nhau. Anh chị con á vẫn hạnh phúc đó thôi. Dạ thưa ông, có ai gửi cho ông nè. Ai vậy? Dạ người đó không có nói.
Chị nói là đưa cho ông thôi. Giấy tờ gì vậy ba? Là bằng chứng thằng Vinh nó cấu kết với kế toán trưởng của công ty, cũng là bạn gái của nó, làm chứng từ giả, kê khai khống chi phí để trục lợi. Vinh, em dám làm ra chuyện này sao? Ừ, em đâu có đâu anh hai, chắc là có ai đó vu oan cho em. Vu oan hả? Ba, chứng cứ rành rành, chữ ký của mày còn mở miệng là vu oan hả? Ba, con mày. Ba có sao không ba? Chú à, ba có sao không ba? Ba có sao không ba? Ba không sao. Cô kia, cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Nè em. Ba, con biết con sai rồi. Ba tha lỗi cho con như ba. Mày đi ra khỏi đây ngay. Tao không ngờ mày dám làm chuyện tài trời như vậy. Cũng may là tao chưa thăng chức cho mày, chứ nếu không thì mày phá nát công ty rồi. Mày đi chưa? Ba, đi. Con sai rồi. Mày, ba bình tĩnh đi chú. Ba bớt giận. Nè, con xin lỗi ba. Chú đang giận, tạm thời em đi ra ngoài đi. Anh Bách, đi ra ngoài đi. Đi ba, đi. Nhanh đi. Chú à, chú không ngờ nó lại tệ như vậy. Ba ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Gia đình mình biết thì không sao, nhưng liệu người giấu mặt đó họ có đem tới công ty không? Mà ngày mai là họp hội đồng quản trị rồi đó ba. Bảo. Dạ. Con kêu thằng Vinh á, tự viết đơn xin nghỉ việc đi. Còn số tiền nó tham nhũng công ty, hỏi nó còn bao nhiêu thì đưa lại. Còn thiếu á, con lấy tiền nhà bù vô đi. Chuyện này mà làm rùm beng ra ngoài chỉ xấu mặt gia đình mình, ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn. Còn đuổi gì con Thoa luôn đi. Dạ. Chú à, đúng là thằng Vinh đã làm chuyện hơi thiếu suy nghĩ, nhưng mà bây giờ chú cho thằng Vinh nghỉ việc, vậy còn cái vị trí phó tổng hôm ấy chú giao lại cho Nguyệt đi chú. Còn con thì không thể đảm đương được rồi. Nguyệt. Dạ. Ba sẽ sửa lại quyết định bổ nhiệm con để công bố trước hội đồng quản trị vào ngày mai. Sau này con hãy cùng với thằng Bảo, với anh Bách cố gắng vì tập đoàn nha. Dạ, con biết rồi ba. Thoa à. Anh còn tới đây làm gì nữa? Tối nay anh muốn ngủ lại đây. Ông già đang giận, anh không thể về nhà lúc này được. Nè. Đây đâu phải nhà anh. Từ bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ê, em nói gì vậy? Không còn quan hệ là sao? À, đòi chia tay hả? Sao vậy? Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ rồi, tôi đã bị anh kéo theo, tụi mình không còn gì để nói nữa hết. Nè, không phải chính cô là người bày cho tôi chuyện biển thủ tiền này hay sao? Anh đừng đổ hết trách nhiệm lên người tôi. Nên nhớ, anh cũng có lợi trong chuyện này. Nói tóm lại, từ nay về sau tôi và anh không còn quan hệ gì nữa hết. Tránh xa tôi ra đi. Nè, đúng là xui xẻo khi quen anh mà. Cô nói gì vậy? Tôi mới là người xui xẻo nè. Chứ phó tổng của tôi đã bị hủy hoại bởi vì cô đó. Cô tưởng là tôi si mê cô lắm hả? Nói cho cô biết, ba tôi không vì chuyện này mà bỏ tôi đâu. Chia tay hả? Ok, chia tay. Anh, tôi không việc gì á mà phải quỳ lại để gian xin cô hết. Ở ngoài thiếu gì gái. Bye bye. Anh.
Alo, tôi đây. Mọi chuyện tôi đã làm xong rồi, cô hãy thực hiện lời hứa đi. Cố gắng lên nhé con. Dạ, cảm ơn ba. Chú chúc mừng cháu, cố gắng lên nghe cháu. Dạ, cảm ơn chú. Cô chúc mừng con. Dạ. Dạ, thôi xong việc rồi, tôi xin phép. Chào anh. Dạ. Dạ, chào anh. Chào chị. Đâu từ sau, con bắt đầu nhận việc. Còn bây giờ, con nghỉ phép đi du lịch cho Thành Bảo đi. Sau này, công việc hai đứa sẽ rất bận. Dạ, chắc đợi dịp khác đi ba. Con cũng còn nhiều việc phải làm. Mà anh Bảo cũng vậy nữa, đúng không anh? Dạ. Để ít lâu nữa tụi con đi nha ba. Dạ. Vậy thì tùy tụi con. Anh nè, còn thằng Quý kia, có liên lạc được với nó chưa? Dạ, nó không nghe máy của con nên anh bắt ra thay con liên lạc với nó rồi. Nó đang ở đâu vậy con? Dạ, hiện tại bây giờ Vinh đang đi du lịch rồi chú. Con có hỏi nó về số tiền mà nó biện thủ. Nó đổ hết vào ăn chơi, gái cứu rồi chú. Kêu đi đi luôn đi, đừng bước về cái nhà này nữa. Ba, ba đừng có giận nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe đó ba. Hay để con đưa ba về nhà nha. Em đưa ba về nhà rồi trở lại công ty làm sao? Chú à, chú cứ về nghỉ ngơi đi, tất cả mọi chuyện còn lại để tụi con giải quyết cho. Được rồi, chú về nghỉ nha. Dạ. Ba về nghe con. Dạ. Anh Bách à, số tiền của thằng Vinh em sẽ bù vô, anh đừng để lộ chuyện này ra ngoài nha. Mình là người già mà, em không cần thiết phải dặn như vậy. Chuyện em đang lo bây giờ là người đã gửi hồ sơ tới cho ba. Thật ra là họ có ý gì, họ nhắm vào cái gì, gia đình em hay là tập đoàn này? Thật ra trong chuyện của Vinh, ai là người có lợi nhất chắc có thể là em biết. Là Nguyệt sao? Hôm qua chính Nguyệt đã mở miệng mời anh, Thoa, Vinh cùng về nhà chú để dùng cơm tối. Em nghĩ nó có trùng hợp như vậy hay không? Còn nữa nghe, đối với những chứng từ đó thực sự không dễ để cho người ngoài có được. Thoa thì em biết rồi đó, rất khôn ngoan và rất cẩn thận. Trước đây Vinh đã theo đuổi Thoa rất lâu, nhưng Thoa dứt khoát không chịu. Sau đó đột nhiên lại chịu cặp bầu với Vinh. Em cũng cùng suy nghĩ như anh, nhưng thực sự em không muốn tin đó là sự thật. Anh hiểu chứ, dù gì Nguyệt cũng là vợ của em, còn thằng Vinh lại là em của em. Anh biết đúng là khó xử cho em quá. Con nhớ bà ngoại, con muốn gặp bà ngoại. Nè bé An ngoan đi nè, rồi dì á mới cho con gặp bà ngoại. Ăn đi nha. Con không có ăn đâu. Ăn ngoan đi, rồi chiều nay á dì chở con đi chợ mua đồ chơi nha. Bé An con ăn ngoan nha. Không ăn, con muốn gặp bà ngoại. Bé An không ăn ngoan á là không cho đi gặp bà ngoại đâu. Con nít á là phải ăn ngoan, người ta mới gọi là bé ngoan. Ăn đi nha. Không, con không ăn. Chủ nhà ơi, chủ nhà ơi, chủ nhà. Cho thu tiền điện luôn chị ơi. À, cho tôi mở cửa. 768 ngàn. Cái gì dữ vậy? Tôi nói anh nghe, nhà tôi xài có 2 bóng đèn à, mà tự nhiên tháng này tiền điện lên dữ vậy là sao? Mà thôi á, tôi nói anh nghe nè, anh vô anh coi cái đồng hồ giùm tôi đi, coi nó có bị hư không anh, mà nó chạy dữ. Dạ. Vậy dạ rồi, để tôi vô kiểm tra đồng hồ cho.
Anh kiểm tra giùm tôi đi. Dạ, dạ. Tôi lấy tiền. Chờ tôi chút xíu. Nó có hư gì không anh? Tôi kiểm tra bên ngoài rồi, không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề gì chị cứ gọi tôi. Cho tôi gửi tiền nè. Cái này 700 nè. 60. Dạ đủ rồi chị. Cảm ơn anh. An ơi. An à, An. An à. An đâu rồi An? An ơi. Bé An. Cô bình tĩnh lại đi. Cô nói kế hoạch xong xin trả bé An lại cho tôi mà. Bé An đâu? Cô hãy mang đến cho tôi đi. Bé An bị bệnh, đang có người chăm sóc. Vài bữa nó khỏe lại, tôi sẽ đem nó đến chỗ cô. Có thật như vậy không? Tại sao lại bệnh đúng lúc này chứ? Hay cô đã làm gì nó rồi? Đó là sự thật. Vài ngày nữa tôi sẽ trả nó lại cho cô. Cô hãy nhớ đó. Nếu cô mà nói ra điều gì thì cô hãy coi chừng tôi đó. Lại ngồi đây. Con muốn về nhà. Con muốn về nhà gặp bà ngoại. Con bị đi lạc hả? Nhà con ở đâu để cô đưa con về? Con không biết. Nhà con có bơ có rau. Con muốn về nhà gặp bà ngoại. Con muốn về nhà. Thôi được rồi, để cô đi tìm bà ngoại cho con nhé. Bà ngoại ơi, con đói bụng quá. Để cô mua bánh mì cho con ăn nha. Dạ. Xong rồi để cô dẫn con đi tìm bà ngoại. Dạ. Chứ con ngồi ở đây là nguy hiểm lắm đó, biết không? Dạ. Đi, đi. Dạ. Chị ơi. Chị. Gì vậy em? Chị bán cho em một ổ bánh mì nha. Lại tới đây. Tôi hỏi cô một chút chuyện. Mời anh vô nhà. Tôi đã xin nghỉ việc rồi. Tôi không có gì để nói nữa hết. Cô cấu kết với thằng Vinh biển thủ tiền. Thằng Vinh nó là em của tôi. Tôi có thể bỏ qua không khởi tố nó, nhưng cô thì chưa chắc được. Nguyệt cũng không bảo vệ được cô đâu. Cô đã hứa với tôi là sẽ không sao, sẽ không khởi tố tôi mà. Nói vậy thì đúng là Nguyệt đã sai khiến cô. Quá đẹp như vậy mà sao em cứ quăng nó hoài vậy? Anh thôi đi. Tôi đã nói rõ là tôi không thích anh. Em nên nhớ, anh là con trai của chủ tập đoàn này, em chỉ là nhân viên thôi đó. Anh đừng có mà lấy chủ tịch ra hù dọa tôi. Tôi biết chủ tịch và tổng giám đốc đều công tư phân minh. Còn nếu như á, tôi có bị đuổi gì đi chăng nữa thì tôi cũng có thể xin công việc khác.
Đây là phòng làm việc của tôi, anh không có phận sự. Mời anh đi ra cho. Rất cá tính. Anh lại thích mẫu phụ nữ như em. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Rồi em sẽ ngã vào vòng tay của anh thôi. Ừ. Anh đi. Bye bye. Dạ. Mẹ hả? Con nghe đây. Con ơi, bé An nó bị bắt cóc rồi. Sao? Nó bị bắt cóc rồi. Mẹ vừa nói gì? Bé An nó bị bắt cóc rồi. Mà mẹ đã tìm kỹ chưa vậy? Mẹ tìm khắp nơi rồi mà không thấy nó. Còn bắt cóc còn để lại lá thư. Nó cấm mẹ không được báo công an, không thì nó sẽ giết bé An. Tại sao lại như vậy? Được rồi, con sẽ bắt xe về liền. Mẹ đợi con nha. Thoa, em tính đi đâu vậy? Em có việc phải về quê gấp à? Có phải chuyện của bé An, con trai Thoa không? Chuyện bé An? Tôi chỉ vừa mới biết, sao Nguyệt lại biết? Bởi vì tôi đang giữ. Sao chị lại giữ con tôi? Trả nó lại đây cho tôi. Nếu muốn tôi trả con lại thì hãy làm theo yêu cầu của tôi. Bé An là con trai tôi. Kết quả của một cuộc tình lầm lỡ, vì không muốn bị ai đàm tiếu nên tôi để bé An sống ở quê. Giờ không cho ai biết tôi đã có con. Chị Nguyệt bắt bé An uy hiếp tôi phải tiếp cận Vinh, dụ Vinh vào kế hoạch biến thủ tiền. Nếu không thì cô ấy sẽ giết chết con tôi. Anh bảo, tôi năn nỉ anh mà. Anh ơi, Nguyệt trả con lại cho tôi đi. Nếu nó có mệnh hệ nào, tôi không sống nổi đâu. Nguyệt muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm mà. Được rồi, tôi sẽ về nói Nguyệt trả con lại cho Thoa. Thoa yên tâm đi. Vẫn chưa tìm được thằng bé đó sao? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Một đứa con nít cũng làm không xong. Mau cho thêm người tìm nó đi. Có tin tức gì báo cho tôi liền biết chưa? Thứ vô dụng quá mà. Anh, sao nay anh về trễ quá vậy hả? Thằng bé đó đâu? Anh nói gì vậy? Thằng bé nào? Thằng bé An, con của Thoa. Anh không ngờ em trở nên thủ đoạn như vậy. Vì chức phó tổng mà em bắt cóc của người ta, uy hiếp Thoa, hai thằng Vinh. Em không có mà. Anh đừng có nghe người ta đặt điều vu khống em. Tới nước này mà em còn chối nữa hả? Em mau đem thằng bé trả cho Thoa đi. Nếu không đừng trách anh làm lớn chuyện. Bắt cóc là phạm pháp đó. Thiệt tình á là em chỉ cho người ta giữ chăm sóc thằng bé thôi. Em cũng đang định đem thằng bé trả cho Thoa thì thằng bé nó chạy mất tiêu rồi. Em cũng đang cho người đi tìm thằng bé đây nè. Anh ơi, em cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Bất đắc dĩ hay vì tham vọng của em càng ngày càng lớn, sẵn sàng hại em tôi, hại cô Thoa với đứa bé vô tội. Tôi bắt đầu ghê sợ em rồi đó. Em, anh Bảo. Trời ơi, nè, ngon không? Dạ ngon. Con muốn gặp bà ngoại. Mấy chú công an đang đi tìm cho con đó. Tìm được mấy chú sẽ dẫn con về. Con nuốt vô nè, nữa nha. Ủa, Dương? Ủa? Anh Bách. Con ai vậy? Dạ, hồi chiều em gặp nó đi lạc ở đầu đường á. Vậy à? Em đưa nó về phường, rồi nhờ người ta tìm giúp gia đình nó.
Tạm thời em sẽ giữ bé ở nhà cho tới khi tìm được người thân. Sẵn em cũng thích con nít lắm. Mấy bữa nay anh nhiều việc quá, anh không qua thăm em được. Nè, em có khó khăn gì không? Dạ em bình thường, không có gì hết anh. À, anh Bách ăn cơm chưa? Để em bới cơm anh Bách ăn. Thôi được rồi, em lo đút cho thằng nhỏ ăn đi. Nè, nghe chú hỏi nè, con tên gì, nhà con ở đâu, con có nhớ không? Con không biết. Con tên An, nhà con có bơ có dâu. Ờ, vậy nhà con ở đường nào, con có biết không? Con không biết. Nó chỉ biết bà ngoại tên là Thu, mẹ tên là Thoa, nhà nó có bơ có dâu. Vậy nhà nó bán trái cây à? Hay là nhà nó hay ăn bơ, ăn dâu? Chứ nếu mà bơ dâu á thì trên Đà Lạt mới có, thành phố làm gì có chứ. Nhưng nó nói với em là nó từ nhà chạy ra. Em nghĩ là nó vòng vòng thành phố này thôi. Ờ, thôi vậy, để anh chụp hình nó rồi đăng hình nó lên mạng xã hội, biết đâu có ai biết được người thân của nó. À, dạ. Nè, có ăn xong chưa? Dạ chưa. Ngưng nhà chút xíu, qua đây chú chụp hình nha, được không? Không có cười. Qua đây. Nè, qua chụp hình đi con. Rồi, qua đây chụp hình. Đứng vô. Chuẩn bị nha. Chừng nào chú kêu cười là cười nghe không? Dạ. Rồi, 2, 3. Rồi, rồi giao tiếp được hả? Rồi, anh đăng lên Facebook rồi. À, hôm nay em có làm món thịt ram nè. À. Hồi nhỏ anh thích ăn lắm á. Em còn nhớ sao? Em nhớ chứ sao không? Em cũng thích ăn mà. Mỗi lần mà nấu món này, anh đều chia thêm phần cho em hết. Mà em biết anh cũng thích ăn, cho nên em đâu có lấy. Nhưng mà anh chỉ chia phần cho Dương thôi mà. Thì em là Dương mà. Thật ra lúc ở cô nhi viện, Nguyệt nó không muốn theo ba mẹ nuôi để bán hủ tiếu gõ, nên em đã đổi với nó. Đổi qua đổi lại, bây giờ tụi em cũng đã về đúng thân phận của mình. Anh ăn đi. Sao vậy anh? Anh thích thịt ram lắm mà. Em à, còn chuyện ngày xưa trước khi cưới, em đổi với Nguyệt là sao? Ngày trước ngày cưới thì em gặp lại Nguyệt, hai chị em đang vui vẻ thì tụi bắt cóc do ba nuôi Nguyệt thuê đến bắt Nguyệt về. Tụi nó đã bắt lầm em. Anh có nhớ cái hôm mà anh cứu em rồi đưa em về thành phố không? Anh nhớ chứ. Lúc đó em muốn về nhanh trước 7 giờ để kịp giờ rước dâu. Không ngờ em lại về trễ. Lúc anh đưa em vào nhập viện, khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau mất rồi. Anh Bảo và Nguyệt cũng đã trở thành vợ chồng. Nhưng mà không phải, không phải em nói là em không muốn kết hôn với Bảo sao? Lúc đó em yêu anh Bảo lắm. Chỉ tại việc đã rồi nên em không muốn gặp lại ảnh nữa. Làm rõ mọi chuyện chỉ khiến ảnh thêm đau khổ thôi. Chỉ cần ảnh và Nguyệt được hạnh phúc là em đã vui lắm rồi. Chuyện cũng đã qua lâu, em đã quên hết rồi. Anh bắt ăn cơm đi.
đã tìm được đứa bé chưa? Em vẫn đang cho người đi tìm. Anh ơi, anh tha lỗi cho em nha. Anh đừng có nói với ba để ba biết chuyện này. Là em muốn tôi tha lỗi cho em, hay là muốn tôi đừng nói với ba để em không bức chức phó tổng? Em làm tất cả cũng chỉ vì anh thôi. Em còn dám nói với tôi à? Em hãm hại thằng Vinh là vì tôi sao? Vinh nó không có ưa anh. Nó lên chức phó tổng, trước sau gì nó cũng tìm cách hất anh ra khỏi tập đoàn. Em chỉ là muốn đi trước một bước thôi. Em đừng có biện minh nữa. Vì tôi hay là vì bản thân em thì em biết rõ. Chuyện của em, chuyện sức khỏe của ba, tôi sẽ không nói ra. Còn em hãy mau đi tìm đứa con của Thoa đi. Nếu như đứa bé xảy ra chuyện gì thì chính tôi sẽ là người tố cáo em về tội bắt cóc. Anh đừng làm như vậy mà anh. Anh Bảo, Nguyệt chịu trả con cho tôi chưa? Bé An thật sự đã mất tích. Nguyệt không có giữ nó. Kìa, Thoa, Thoa, em sao vậy? Em hãy bình tĩnh. Em ngồi xuống đây đi. Không thể nào đâu. Tại sao lại mất tích? Nguyệt nói dối. Tôi có nói chuyện với Nguyệt, nhìn thái độ của Nguyệt không giống nói dối đâu. Bây giờ chị trước mắt là phải tìm bé An. À, Thoa có hình của bé An không? Tôi sẽ thuê người tìm kiếm. Có, anh đợi tôi chút. Đây, hình bé An đây. Anh giúp tôi với. Tôi không thể nào mất con được. Tôi nhất định phải tìm được bé An. Vì Thoa và cũng vì chuộc lỗi cho Nguyệt. Thêm ly cà phê chị. À, để anh ra mở cửa cho. Dạ. Nhưng à. Dạ. Mẹ bé An tới kìa. Dạ. Bé An. Mẹ. Mẹ nhớ con quá. Mẹ ơi, con muốn về với bà ngoại. Con nhớ bà ngoại lắm. Thoa, Dương gặp bé An trên đường rồi trình báo công an, rồi đưa bé An về đây ở đỡ. Cô Nguyệt, sao lại... Đây là Dương, chị súc sinh của Nguyệt, chứ không phải là Nguyệt. Nhưng không biết gì hết. Chính Nguyệt đã bắt cóc con tôi. Tại sao Nguyệt lại bắt cóc con của Thoa chứ? Nguyệt bắt cóc con tôi để uy hiếp tôi hãm hại Vinh. Sao chút nữa là tôi mất con rồi. Thay mặt Nguyệt, tôi xin lỗi Thoa. Bây giờ đã tìm được bé An rồi, mong Thoa bỏ qua chuyện này nha. Xin chị bỏ qua cho Nguyệt. Do Nguyệt suy nghĩ nông nổi, xin chị đừng truy cứu chuyện này. Nguyệt bắt con tôi, nhưng cũng còn nhờ cô và anh Bảo mà tôi đã tìm được con. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nữa. Tôi sẽ không truy cứu Nguyệt đâu. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Thoa. Về công việc, nếu như Thoa muốn, tôi sẽ giới thiệu cho Thoa về làm công ty khác. Qua chuyện này, tôi biết bé An là quan trọng nhất với tôi. Tôi sẽ không bỏ con đi nữa. Tôi sẽ xin một công việc ở quê nhà. Bây giờ mẹ dẫn con về bà ngoại nha. Dạ. Con chào cô đi. Con chào cô. Ừ, giỏi. Nè bé An. Dạ. Về nhà con phải ngoan,
không được tự ý bỏ đi ra ngoài đường nữa nha con. Dạ. Giỏi quá. Giờ con chào hai chú đi. Con chào hai chú. Con ngoan lắm. Tôi đi nha. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu anh. Bây giờ tôi đón taxi đi thẳng lên Đà Lạt. Mẹ tôi nhớ bé An mà đổ bệnh mấy tháng nay rồi. Tôi đi cô nha. Cô bảo trọng nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngoan nha con. Dạ. Chị Dương ở đây với anh Bách xong. Hai người Thật ra anh thuê nhà này cho một mình Dương ở thôi. Sao chị không liên lạc lại với Nguyệt? Tại vì tôi ghét con Nguyệt. Nó có người chồng làm tổng giám đốc, có cuộc sống giàu sang, còn tôi không có gì hết. Anh đi đi. Tôi với vợ chồng anh không có quan hệ gì hết. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Chị Dương. Dương à. Giữa chị em họ chắc có gì hiểu lầm. Chị Dương có vẻ rất thương Nguyệt. Nếu không thì lúc nãy đã không năn nỉ cho Nguyệt. Chuyện của chị em họ mà, em nên để cho chị em của họ tự giải quyết với nhau đi. Dạ. Thôi em về trước đi. Anh Bảo biết mình ở đây rồi, mình có nên bỏ đi không? Em uống miếng nước đi. Tại sao em phải nói những lời như vậy chứ? Em không muốn anh Bảo biết sự thật, nhận ra được em. Anh đừng nói cho anh Bảo biết nha. Nếu không, em sợ tình cảm vợ chồng Nguyệt lại có thêm chuyện. Em vẫn như ngày xưa, luôn quan tâm, lo lắng cho người khác. Còn Nguyệt thì vẫn không thay đổi gì. Em cũng không ngờ nó lại bắt cóc bé An. Anh ở gần nó, anh khuyên nhủ nó giùm em. Em mệt quá, anh về đi, em muốn nghỉ một chút. Anh cũng định về công ty đây. Bà Dương nè, sao giờ này anh thấy em tiều tụy vì mệt mỏi dữ vậy? Hay là anh chở em đi khám bệnh nghe? Có khi em bị bệnh trong người cho nên mới vậy đó. Em không có gì, chỉ tại sức khỏe em yếu thôi. Thời tiết lúc này cũng hay thay đổi thất thường. Em không sao đâu. Vậy à? Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về nha. Mấy bữa nay ba thấy khỏe lại chưa? Lúc này không hiểu sao tim ba lâu lâu cứ thấy mệt. Ba phải uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi thư giãn, đừng nghĩ tới chuyện không vui nữa. Có nhiều chuyện không thể buông bỏ được con à. Một lần sai là cả đời ân hận. Hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà cũng quên không hỏi. Con với thằng Bảo chừng nào xuống Sóc Trăng để tìm chị hai con. Ba cũng muốn đi theo hai đứa để coi chị hai con sống ra sao. Dạ, con có cho người về dưới hỏi thăm rồi ba. Mà chị hai con ly dị chồng, bỏ xứ đi, con cũng không biết đi đâu nữa. Con cũng đang cho người tìm tung tích đó ba. Vậy ba cứ tưởng là con sẽ gặp lại được chị hai con. Dạ, con cũng mong gặp lại chị hai lắm. Thôi, con cũng đừng buồn nữa. Chắc sớm muộn gì con cũng sẽ gặp lại chị hai con thôi. Nè, con chính thức nhận chức rồi, có tổ chức ăn mừng với đồng nghiệp không? Dạ có ba.
Con sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cùng với nhân viên vào cuối tuần này đó ba. Ừ. À ba. Nè Bảo, Nguyệt nó được lên chức á, con có làm gì chúc mừng vợ con không? Dạ không, có gì đáng chúc mừng đâu ba. Con nói gì vậy Bảo? Con nói là vì Nguyệt lên chức đâu có gì đáng chúc mừng đâu. Con lên phòng đi. Ủa hai đứa có chuyện gì sao? À, dạ đâu có đâu ba. Chắc là ảnh mệt trong người thôi ba. Để con lên với ảnh ha ba. Ừ. Dạ ông chủ, tối hôm qua tôi lên lầu dọn dẹp, tôi nghe trong phòng cậu Bảo với cô Nguyệt cãi nhau dữ dội lắm. Sau đó cậu Bảo qua phòng khách ngủ. Hèn gì thằng Bảo lại có thái độ như vậy. Hai cái đứa này nó tình cảm ngày một xấu đi vậy không biết. Sao anh không về phòng ngủ mà nằm đây? Hồi nãy nói chuyện với ba như vậy là sao? Bây giờ đây là phòng của tôi, vì thăng chức bằng thủ đoạn của em thì có gì đáng chúc mừng chứ. Em không chỉ hại thằng Vinh mà suýt nữa hại luôn con của Thoa rồi. Thì em vẫn cho người tìm nó đó thôi. Tại nó bỏ đi chứ em có làm gì nó đâu. Em bắt cóc nó mà nói không làm gì à? Cũng may là tôi tìm thấy nó. Nếu nó bị bọn xấu bắt thì sao? Anh tìm thấy nó rồi hả? Nó đâu vậy? Tôi trả cho mẹ nó rồi. Trời ơi, tại sao anh không đem nó về cho tôi mà anh đi trả cho người ta làm gì? Rủi cô ta lật lọng tố cáo em thì sao? Tới bây giờ mà em vẫn còn muốn giam con của Thoa à? Em chỉ dùng nó để thương lượng thôi. Anh, hiện bây giờ mẹ con Thoa đang ở đâu hả? Thoa đưa con về quê rồi. Cô cũng đã hứa là không truy cứu em. Nè, tôi cảnh cáo em không được đụng tới mẹ con cô Thoa đó. Anh mắc cười quá. Tôi mới là vợ của anh. Anh không lo cho tôi bị tố cáo mà anh đi bảo vệ mẹ con họ làm sao? Em đủ năng lực để hại người khác thì không cần tôi phải lo cho em. Em đi ra ngoài mau, tôi không muốn tranh cãi với em. Chị Xuân nè. Dạ. Hai đứa nó vẫn chưa dậy sao chị? Dạ, cậu Bảo thì chưa. Còn cô Nguyệt thì tối hôm qua đi chưa có về. Chắc hai người cãi nhau nên cô Nguyệt mới bỏ đi. Vậy sao? Dạ, cậu Bảo dặn tôi đừng nói chuyện này cho ông chủ biết. Ba, con ngồi đi. Con với cô Nguyệt có chuyện gì sao nên lại bỏ nhà đi suốt đêm qua? Tụi con cãi nhau chút thôi, ba không cần phải lo đâu. Cãi nhau một chút mà đứa ngủ phòng khách, còn đứa bỏ đi suốt đêm không về. Dạ con chào ba. Con đi đâu suốt đêm qua vậy? Dạ con tới nhà bạn ngủ, bởi vì anh bảo anh đuổi con, ảnh không muốn nhìn thấy con nữa, cho nên con đi cho ảnh vui. Dạ thứ ba, con lên lầu thay quần áo để đi làm. Khoan đã. Hai đứa tụi con đó, có chuyện gì nói ba nghe coi. Ba cứ hỏi anh Bảo đi. Con làm cái gì mà con đuổi con Nguyệt? Con chỉ kêu Nguyệt ra khỏi phòng khách thôi. Ba đã nói rồi, vợ chồng có cái gì thì khuyên bảo nhau. Con sao vậy? Hồi trước ba đã phản đối không cho con quen với con Nguyệt, một hai cãi lời ba. Bây giờ cưới nhau rồi mà cãi nhau hoài là sao? Nguyệt bây giờ không có giống như Nguyệt ngày trước đâu ba. Con lớn rồi, chuyện vợ chồng của con tự giải quyết được. Thôi con đi làm đi. Em biết rồi. Em nghe nè. Dạ.
anh. Tối hôm qua em bận hay sao mà anh gọi hoài không được? À, hôm qua em mệt quá nên em tắt máy ngủ. Em không sao thiệt hả? Anh Bách. Chị Quỳnh, sao con bé đó lại ở đây vậy? Ờ, em nói con bé Ngọc đó hả? Dạ. Ừ, nó mới được tuyển dụng đó. Lúc đầu chị không có nhận, nhưng chính Bảo lên tiếng nên chị cho nó vô thử việc 2 tháng. Anh Bảo cho nó vô sao? Lần đầu tiên chị thấy Bảo xen chuyện tư vô công việc đó. Nó là gì của Bảo vậy? Liệu có phải là mầm mống đe dọa cho em không? Anh có việc đi gặp người bạn, em đi ăn sáng với anh đi. Dạ thôi, tới giờ làm rồi. Với lại việc này cũng cần em tham gia. Đi với anh đi, anh sẽ nói lại với phòng hành chính. Dạ. Đi. Dạ, em chào mấy anh chị. Hai người đang nói chuyện gì mà thấy có vẻ vui quá vậy? Dạ, anh Bảo hỏi chuyện công việc của em thôi. À, cậu Bảo, cuối tuần này công ty có một buổi tiệc để chào mừng phó tổng giám đốc mới. Cậu đã có kế hoạch gì chưa? Tôi không dự được. Mọi người cứ tự bàn với nhau đi. Cậu bận việc rồi hả? Ừ. Mình đi em. Dạ. Dạ em chào anh chị. Sao có vẻ nghiêm trọng vậy? Tiệc chúc mừng em mà cũng không muốn giữ nữa là sao? Kệ ảnh đi chị, em về phòng. Anh vô gặp Nguyệt, bàn giao một số công chuyện. Có thật là bàn giao không? Sao em lại nói vậy chứ? Có những mối quan hệ rất là nguy hiểm, anh nên cẩn thận. Anh là bạn nên em nhắc nhở anh đó. Em biết rồi sao? Người ta nói cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Nhưng mà anh yên tâm đi, em không nói với ai đâu. Cảm ơn em. Em về phòng đây. Vào đi. Không ngờ có ngày anh phải gõ cửa vào chính phòng của mình. Không bao lâu nữa anh cũng sẽ trở về thôi mà. Đợi thời gian nữa em sẽ hất cẳng Bảo ra khỏi tập đoàn này. Coi ra em cũng nhẫn tâm quá chứ. À, người làm chuyện lớn thì phải nhẫn tâm mà. Bảo chỉ là bàn đạp để em lọt vào tập đoàn này thôi. Với lại anh ta cũng đâu có yêu em. Lúc nãy còn dám công khai chống đối em. Vậy em có yêu anh không? Hay là em cũng coi anh như là bàn đạp giống như thằng Bảo vậy? Thì sao em lại đến với anh? Việc trước mắt bây giờ, anh mau nghĩ cách giúp em hất cẳng Bảo đi. Bảo không giống Vinh, không dễ đối phó chút nào hết. Việc anh nhờ tôi đã điều tra xong rồi. Kể từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, cô Nguyệt và anh Hải, giám đốc công ty An Khang, đi du lịch với nhau ở châu Âu. Tôi nói như vậy á, anh cũng hiểu mối quan hệ của người ta như thế nào rồi. Hôm qua họ còn mướn khách sạn ở với nhau qua đêm nữa. Anh giữ kín chuyện này cho tôi. Tôi sẽ chuyển khoản thanh toán hợp đồng cho bên anh. Anh cứ yên tâm đi, giữ bí mật cho khách hàng là những điều khoản trong hợp đồng. Chào anh nha, hy vọng chúng ta sẽ có việc hợp tác. Ok, cảm ơn anh. Quả là tao nói không sai mà. Được thôi, anh sẽ nghĩ cách cho em, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng đâu. Dạ chào chị.
Chào chị. Em chào chị. Em dịch tài liệu này cho tôi. Hạn nộp là đầu giờ chiều ngày mai. Dạ. Chào anh. Em hãy đọc thêm quyển sách này đi. Cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn. Cái này em giao cho Ngọc làm đi. Sáng ngày mai đưa cho tôi. Hồi nãy chị nói là chiều ngày mốt mà chị. Tôi nhớ lầm. Được không? Sáng ngày mai tôi cần. Dạ em sẽ dịch liền. Ngọc mới vào công ty làm việc nên em sợ cô ấy chưa quen việc, với lại làm không kịp. Thời hạn sáng ngày mai. Cứ giao cho Ngọc. Đang thử việc, không thử thách thì làm sao biết được năng lực chứ. Dạ em biết rồi.